Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2019. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ của nhà mình nhé. Đây là, hôm nay mình sẽ quay một ít điện thoại cũ của nhà mình đây nhé các bạn. Đây, bên ngoài mình đây là con Oppo A7 nhé. Mình đang bán với giá là hơn 1 triệu nhé các bạn nhé. Máy thì nguyên zin nguyên bản nhé. Và đây là con Samsung, con này Mi 7 Pro. Mi 7 Pro mình đang bán với giá là hơn 2 triệu nhé các bạn nhé. Còn đây là chiếc Oppo cũng A37 mình đang bán với giá là cũng hơn là 1 triệu các bạn nhé. Đây là con Samsung Z7 Pro mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Và đây là chiếc Oppo, con này Oppo F5 mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn. Đây là con Oppo A83 mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng, 2 triệu 2 nha các bạn nhé. Còn con này là con HTC M9, con này đang bán với giá là 1 triệu 2 này. Và đây là con Oppo này, là con Oppo Neo 7 A7 mình đang bán với giá là 850.000 nhé. Máy to, màn hình 5 inch, pin trâu, phóng quẹt được ok các bạn nhé. Và đây là chiếc Oppo F5 mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn. Và đây Samsung, còn là Samsung Z5 2016 mình đang bán với giá 1 triệu 500. Và đây là Samsung, còn này là con Z500, con này mình đang bán giá, một là giá là 1 triệu 4. Và đây là con 4S mình đang bán với giá là 600.000 đồng nhé. Pin trâu ok các bạn nhé. Và đây là đây là chiếc iPhone 5 thường mình đang bán với giá là 1 triệu. Và đây 5S vân vân mình đang bán với giá là 1 triệu 400.000. Và đây chiếc này, chiếc F1 VK mình đang bán với giá là 1 triệu 500 nhé các bạn. Và đây là chiếc Meizu M6, con này là mới canh cái hàng, mình đang bán giá là 1 triệu 500. Đây là Z7 Pro này thì mình bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Và đây là con Nokia 3 thì đã có khách chốt rồi nhá, nên là mình sẽ để cho khách chốt. Và bên mình đây thì có con Redmi C1 mình đang bán với giá là hơn mình bán là 2 triệu đồng nhé các bạn nhé. Còn đây có mẫu điện thoại 1280 1200, ít điện thoại cũ của nhà mình thôi. Đây là các cái máy sửa, các cái máy của khách, đây là các máy của khách nhà mình rất nhiều các bạn. Đây màn hình, đây màn hình iPhone, đủ cường lực máy nhà mình thì không thiếu cái máy gì, dàn máy nhà mình đây, máy ok bằng led này các bạn nhé. Này các bạn nhé. Và con này là con Note 3 thì cũng có khách chốt thì các bạn nhé. Không còn. Và các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký like, subscribe kênh cho giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.